Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bán xe của cửa hàng Lee Sport. Rồi, vậy thì hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người một dòng xe mới nữa. Đấy, của cửa hàng em mới về nha. SH Mod màu hột gà nha các anh chị. Đấy. Có biển số là 59S2-94980. Này, SH Mod nha, màu hột gà. Xe còn rất là đẹp luôn. Thì đối với dòng SH Mod này thì xe này đang có đăng ký là đời 2018 nha các anh chị. Đấy, 2018 luôn. Xe là khóa Smart K rồi nha. Đây, khóa Smart K. Nói thông minh chống trộm nha các anh chị. Đấy. Thì chiếc xe này chỉ còn là một cái khóa Smart K thôi nha các anh chị. Đấy, cửa hàng của em thì xe nào còn hai chìa thì bên em sẽ để hai chìa, xe nào còn một khóa Smart K thì bên em sẽ để còn một khóa Smart K nha. Còn nếu mà các anh chị tới mua xe của cửa hàng của em á thì bên em sẽ cắt thêm cho mình một chìa khóa nữa nha, nên anh chị cứ yên tâm về cái khóa Smart K này nha. Đấy, anh chị nào tới mà mua xe cửa hàng của em á thì bên em sẽ cắt cho mình thêm một cái chìa khóa nữa nha. Rồi thì mời các anh chị vào từng chi tiết xe với em nha. Đấy. Đầu đèn đầu tiên về nước sơn của xe nha. Thì em xin giới thiệu đến cho các anh chị ở đây á, xe SH Mod này đang còn là nước sơn zin nha các anh chị. Đấy, nước sơn zin hết luôn, màu hột gà, màu vàng nhà đó, người ta gọi là màu hột gà đấy các anh chị. Thì nước sơn zin nên chỗ mẫu da này sẽ ở đây thì sẽ có một xíu chạy xước chút xíu nha các anh chị. Đấy, ở mẫu da nha, ở phần mẫu da đây là những điểm thường xuyên là sẽ bị chạy xước nhiều nhất. Đấy, thì đây mình sẽ quay cho mình xem hết luôn toàn cảnh cho các anh chị xem cho rõ nha. Ở phần mỏ dè này thì có hơi bị chạy xước chút xíu. Đấy, về mâm phục cũng là mâm phục zin luôn nha các anh chị. Đấy, mâm phục zin luôn, mâm phục zin chưa có sơn lại gì hết nha các anh chị. Đấy, ốc tán thì còn rất là mới, rất là keng luôn, rất là mới đây. Thêm một cái nữa thì bản SH Mod này là bản thường nha các anh chị, bản thường chứ không phải là bản sporty nha. Đó, nếu mà bản sporty thì sẽ là heo dầu đỏ nha các anh chị. Đấy, mâm đen heo dầu đỏ nha. Đấy, đây thì bản thường thôi. Thì xe này nè các anh chị, tiết lộ cho các anh chị á là xe này ốc tán trước chưa mở nha. Đấy, còn chấm nước sơn zin luôn nè, còn chấm những nước sơn zin luôn, ốc tán trước chưa mở nha. Đấy, mâm phục zin theo xe hết. Xe này cửa hàng của em mới nhập về luôn, thấy đẹp quá quay liền lên để chia sẻ với các anh chị liền nha. Rồi thì về ô đô thì xe này đa số là chủ đi á là họ trùm bền nhiều nha các anh chị, họ rất là ít đi. Đấy, nên thành ra xe này đang có ô đô là 8.000 cây thôi, 8.000 km này. Đấy, những nước sơn của công tắc thì còn đầy đủ hết, nước sơn công tắc chưa có bị phai đi. Đấy, còn rất là mới luôn. Yên xe là chưa có bị rách gì hết nha các anh chị. Đấy, yên xe còn rất là nguyên vẹn luôn. Phía sau ốp tem zin này. Đấy, đây là tem zin nha các anh chị, SH Mod nè, 94980. Còn lốc ngồi thì còn rất là đẹp nha các anh chị. Đây, lốc nồi này không có bị chạy xước, không có bị gì hết. Đấy, đây cũng là những cái điểm rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm á, khi mà rất là dễ bị chạy luôn. Nhưng ở riêng cái xe này, lốc nồi là chưa có bị chạy xước gì cả, còn rất là mới đúng không này. Buộc phục zin theo xe nha các anh chị. Đấy, ở đây em bán xe zin không à, xe zin mà còn xe ken nữa nha, chứ không có bán những cái xe mà chạy đã 20-30 ngàn rồi về quay tua lại bán đâu. Bên em không có bán những cái dòng xe đó nha, những cái loại xe đó. Bên em chỉ bán xe zin thôi và xe chạy rất là ít. Rồi, thì em sẽ nổ máy lên cho mọi người nghe nha. Máy móc xe thì lúc nào cũng cam kết với các anh chị á là máy móc zin hết, chứ không có làm máy hay là buôn máy gì đâu nha. Thì cái máy rất là êm luôn.
chị lúc nào cũng cam kết với các anh chị là máy móc zin. Rồi thì tới đây em xin kết thúc về video review về xe SH Mod này của cửa hàng Lexusbox. Và các anh chị nào muốn xem xe tận nơi á thì hãy tới trực tiếp ngay cửa hàng của em nha. Cửa hàng của em là 829 Lê Văn Bích, phường Nhân Thành, quận Tân Phú nha các anh chị. SH Mod đời 2018 màu hột gà. Xe này của bên em đang có giá bán là 52 triệu nha các anh chị. Đấy, 52 triệu sẽ bao tăng sang tên hay là rút hồ sơ gốc toàn quốc cho mình luôn nha. Rồi, tới đây em xin kết thúc video của mình. Hẹn gặp các anh chị trong những video sắp tới nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha.